Máy bay chở khách Nga rơi khi bay thử sau bảo trì. Máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 rơi khi đang bay thử sau bảo trì ở tỉnh Moskva, 3 thành viên phi hành thiệt mạng. Máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 SSG 100 rơi ở khu rừng gần thành phố Koloma, tỉnh Moskva, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo ngày 12 tháng 7. Tập đoàn máy bay thống nhất Nga, UAC, cho biết phi cơ gặp nạn khi đang bay thử sau bảo trì từ sân bay Lukovity hướng đến sân bay quốc tế Vukovo, nên không có hành khách trên khoang. Ba thành viên tổ bay đã thiệt mạng. Máy bay thuộc sở hữu của hàng hãng không Gazprom, thuộc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Ủy ban hàng không liên bang, IAC, và các chuyên gia Nga đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Công ty cung cấp thông tin, dữ liệu Baker Aviation trụ sở ở Thụy Sĩ cho biết máy bay SSJ-100 gặp nạn sử dụng động cơ SAM-16 do hãng Snema của Pháp và NPO Satun của Nga hợp tác sản xuất. Kể từ khi phương Tây áp loạt lệnh trừng phạt với Nga năm 2022 do chiến sự ở Ukraine, các hàng hãng không Nga gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu linh kiện, phụ tùng thay thế để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay dân dụng. UAC đang nỗ lực phát triển phiên bản SSJ riêng, không phụ thuộc vào phụ tùng nhập khẩu, nhưng chưa bắt đầu sản xuất. Đây là vụ tai nạn hàng không thứ 3 của SSJ-100 kể từ khi máy bay ra mắt năm 2008. Đây là máy bay chở khách đầu tiên của Nga kể từ chiến tranh lạnh, có khoảng 75-95 chỗ. Khoảng 150 phi cơ SSJ-100 đang hoạt động. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.